20 năm nay Trung Nguyên không còn tính mất. Nó phải giai đoạn này, phải xác định đây là giai đoạn đầu tư, không phải giai đoạn khai thác thương hiệu. Nếu mình có cái kiến thức về cái kinh tế, mình hiểu ngay cái điều này. Nó là giai đoạn đầu tư, không phải là giai đoạn khai thác. Nó khác nhau lắm đó các nghe. Giai đoạn đầu tư là gì? Nó phải cấu trúc. Khi nói là mình đưa về cái hệ quy chiếu khác biệt, đặc biệt duy nhất. Nghĩa rằng phải đi tới cái nhà máy thay đổi công nghệ luôn. Đào luyện luôn cái con người bên ngoài, bên trong, thay đổi luôn cái công nghệ. Xử lý luôn lại luôn cái nguyên liệu luôn. Ở đây nó phải tới cái mức như vậy. Nó tới cái mức thứ hai. Về mặt nguyên tắc, cái này là thông minh, cái dùng tiền. Mày phải có cái trí mà hiểu được. Thông thường ví dụ trong giai đoạn đó thì 10% của doanh thu dự kiến để về marketing. Nếu doanh thu của nó 500 tỷ hoặc là 1.000 tỷ hoặc là 5.000 tỷ, hiện nay là dự kiến 5.000 tỷ một năm. Nghĩa rằng nó được phép trích ra 10%, 15%, như vậy là 500 tỷ để nó dùng vào cái việc khác. Thay vì dùng cái việc chiết khấu chiết đồ theo cái kiểu buôn bán bình thường, thì mình dùng cái việc đó lấy lòng gián tiếp hơn. Nhưng xe cổ nó vẫn còn đó phải không? Nó đâu có thay đổi gì. Xe cổ mua nó vẫn còn, nó 500 tỷ, 700 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ đi, nó vẫn còn tài sản đó hết. Nó không có đi bắt cái đâu. Cái đó là sự thông minh. Nó không phải là giống như là cái gì mà nó sao rất là bền. Cái đó là cái phải có trí tuệ nghe. Chứ không phải là bây giờ là chiết khấu rồi một năm hết cái sự kiện, hết cái việc đó là coi như là nó biến mất. Cửa này, còn muốn có tiền đó thì lui ra để tôi đưa Trung Nguyên đúng cái tầm nhìn của nó các bạn. Gần cả chục năm về trước, một cái học thuyết cà phê, một Trung Nguyên triết đạo cùng với những giáo sư tôn thất những tìm đi khắp nơi, kể cả Trung Đông, những cái nôi Kenya như đồ, tất cả mọi thứ để hình thành nên cái gọi là triết đạo Trung Nguyên cà phê triết đạo, để hình thành nhiều cái chiều kích liên đới. Thực ra đó là một cái gọi là một cái quyển sử cà phê, viết sử cà phê từ khi nó hình thành đến lưu thoát, ảnh hưởng mọi mặt cuộc sống. Trên cái nền đó Trung Nguyên mới hoạch định cái thứ mà mình có thể mà tạo ra sự khác biệt, đặc biệt và duy nhất để nó đi xa trên toàn cầu. Cái đó cô không có hiểu. Ở đây qua tôi sẽ nói bằng cái năng tâm thức của một muốn làm những chuyện đó, nó phải có cái hai cái nền. Một cái nền tảng là mình đã trí này, hai là cái nền tảng tâm. Không phải cái nền tâm thức của một con vuông mà đi làm việc được, không thể thực hiện cái sức lực như vậy mà trên cái tâm thức như vậy. Có thể nhanh nhẩu đâu đó, không phải cái chuyện đó. 10 năm cái đó hình là gần 20 năm rồi chứ đâu phải không. Sao nó vào cuộc sống được Trung Nguyên sao bây giờ nó không có cái gì hay. Thôi ơi, bây giờ thôi hãy lui về đi, lo đi, đâu có chịu. Từ đó là chế ra đủ thứ chuyện hết rồi, bắt đầu là làm ra là phá nát hết tất cả mọi thứ như vậy. Từ ra rồi bắt đầu chuyển qua rồi đi nói như vậy. Không ai ngỗ ngược, không ai nói ngược ngạo như vậy được hết. Ở đây không ai dành chia hết á, không ai có dành chia. Còn Trung Nguyên á, bản chất của nó hồi xưa đến nay, những người anh em, người bạn của luật sư cũng biết, nó khởi ra từ đầu nó luôn có trách nhiệm xã hội. Nó đi với cái kiện thương hiệu Việt ngày xưa, chính nó về nhóm người chị em Kim Hạnh với lại cái VCCI lúc đó, sau này nhóm doanh nghiệp trẻ hình thành dựng xây bây giờ như thế này. Trung Nguyên là cái người tiên phong hết, thúc khởi sướng, thúc đẩy tất cả mọi chuyện. Những cái phong trào phong độ đó, nó phải có cái đó, nó phải làm những cái nhiệm vụ đó. Tại vì sao? Kinh tế bản chất nó, nếu hiểu đó, một người có cái tầm ấy, hiểu là kinh bang tế thế, mình phụng sự cộng đồng bằng trách nhiệm, bằng cái tim của mình, thì cộng đồng nó sẽ có cái cảm tình gián tiếp một chút, nó sẽ mua dịch vụ mình, mua sản phẩm mình. Chứ không phải là mình nói là mình khuyến mãi, mình thúc, mình đẩy gì đó trước mắt là hết, đợt này tới đợt khác, không phải như vậy. Nên những cái chương trình nó như vậy, nó phải đòi hỏi mình phải liên thông quá nhiều cái kiến thức đi, nó gián tiếp nhưng nó bền. Nhất là cái bối cảnh mà nhiều tập đoàn, cái Việt Nam này bao nhiêu tập đoàn hàng đầu cà phê nó vào hết rồi, mình đi xa sao, đi tại cái đất nước mình đi cũng khó nữa. Cái đó nó phải có cái nền tảng.